Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Gió Family. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đua xe E-Fast 9 nhé. Bắt đầu thôi, chiếc xe của chúng ta là màu vàng. Tăng tốc nào, đối thủ đang dẫn trước chúng ta. Wow, lộn nhau kìa. Hai vòng liền. Cảnh sát đang đuổi theo. Phải tăng tốc thôi. Ừ, nhìn qua